Chào mọi người, con mới đi học về. Donut mới đi học về nè các bạn ơi. Mẹ Hằng mới rước Donut tại trường. Đây là trang phục mặc đi học hôm nay của Donut. Donut muốn cho các bạn coi nè. Yeah. Donut mặc gì vậy Donut? Con mặc sweater. Con mặc jacket. Con mặc jeans. Rồi con mang giày nữa. Giày này là giày Hello Kitty, không phải là giày BTS. Dạo này Donut lấy mấy cái giày mà cột dây ra Donut mang, tại vì Donut đã biết cột dây giày. Yay. Này là Donut tự cột hết á các bạn. Donut giỏi quá đi. Mẹ tự hào về Donut lắm. Các bạn có muốn coi Donut tự cột dây giày không? Để kỷ niệm Donut biết cột dây giày nha. Donut làm từng bước, Donut bày mọi người làm nữa nha. Đầu tiên là mình cột lại như vậy hả? Dạ. Rồi tiếp theo mình làm sao? Donut đang rất là chăm chú nên không nói chuyện được. À, xong rồi nè các bạn ơi. Donut đã thắt xong một cái nơ. Rồi chân bên kia nha. Ai bày cho Donut thắt dây dài vậy? Daddy. Cảm ơn, bye bye. Ba bày sao, con thuật lại cho các bạn nghe thử. Chắc có cái dây lại. Rồi sao nữa? Làm cái bunny ear. À, làm hai cái tai thỏ. Rồi sao nữa? Rồi mình sẽ bỏ lên dải. À, rồi mình thắt vào một cái nơ hả? Rồi mình bỏ dưới cái lỗ. Cho con thỏ chui ra hang. Hay quá vậy. Trước khi đi đón Donut á, thì mình có ghé chợ mua thêm ít đồ ăn. Cuối tuần có đi chợ mua quá chừng rồi mà cứ đến giữa tuần là bắt đầu hết rồi, phải đi mua lắt nhắt như thế này đây. Bữa nay á, thì mình mua coconut milk với lại bánh pancake cho Donut ăn sáng. Bánh này thì rất là tiện tại vì nó đóng gói trong từng cái túi nhỏ như thế này nè. Thì mình khui ra cho các bạn coi. Mỗi buổi sáng thì mẹ Hằng hâm từng gói như thế này cho Donut ăn rất là tiện. Chỉ cần bỏ vào lò vi sóng cỡ 30 giây thôi. Một hộp như thế này thì có 5 gói nè. Đó, vị sô-cô-la nên bạn nào cũng thích hết. Và nó cũng không có ngọt lắm đâu các bạn. Còn sữa này thì tí nữa mình sẽ làm pink drink cho Donut uống. Món này nhiều người thích lắm. Tí nữa mình sẽ chia sẻ công thức. Tiếp theo, cái này là dâu sấy. Cái dâu sấy này thì tí nữa mình cũng sẽ làm chung với lại cái pink drink. Cuối cùng là bánh mì để tối nay mình nướng cho cả nhà ăn tối. Bánh mì này thì vị honey và butter. Cái bánh mì này rất là tiện. Nó nhào sẵn với tạo hình sẵn rồi. Mình mua về mình nướng ăn thôi. Bây giờ mình sẽ cất bớt đồ vô tủ lạnh xong rồi mình làm pink drink uống nha. Pink drink là một loại nước uống ở trong menu bí mật của Starbucks. Mình nghĩ là tại vì nó có màu hồng nên người ta đặt tên cho nó là pink drink. Một cái tên rất là dễ thương. Nếu như mà các bạn order món này ở ngoài tiệm á, thì một ly nhỏ chắc phải là 2-3 đồng. Còn ly lớn thì 3-4 đồng gì đó, lâu quá rồi mình không có mua nên mình không biết. Nhưng mà nếu như các bạn làm ở nhà thì với 5-6 đồng thôi các bạn có thể làm một lần 10 ly như thế này. Cái món này thì nó có vị trái cây và vị sữa nhưng mà hầu như là vị trái cây. Nó hơi giống như vị Yomos dâu hoặc là Capico vị dâu vậy đó. Ở ngoài Starbucks thì người ta dùng coconut milk nên mình pha ở nhà mình cũng mua loại sữa dừa này. Cái này thì organic và nó không có đường luôn. Còn cái vị dâu, vị trái cây á, thì mình lấy từ white cranberry strawberry juice. Cái này á, thì các bạn có thể dễ dàng tìm thấy ở chỗ bán nước trái cây. Ngoài ra thì để làm giống như cái pink drink ở ngoài Starbucks, mình còn có dâu sấy nữa. Cái dâu sấy này thì mình mua ở chợ HEB ngay chỗ trái cây khô. Cái này thì rất là ngon, các bạn có thể ăn vã không cũng ngon rồi. Nhưng mà bỏ vô nước uống thì nó vừa đẹp mà nó vừa mềm ra dai dai, ăn cũng thú vị lắm. Đầu tiên thì mình chuẩn bị một cái ly đá. Ở nhà làm được cá là vừa tiết kiệm mà vừa chất lượng nữa. Các bạn biết sao không, mỗi lần mà mình mua cái pink drink ở ngoài Starbucks á, hút vài hút thôi là nó hết sạch ra, chỉ còn lại là đá không là đá thôi. Còn ở nhà thì mình có thể refill, mình uống hết thì mình lại làm tiếp. Đầu tiên mình sẽ cho white cranberry strawberry juice vào đây. Sau khi cho nước trái cây vào trong ly thì mình sẽ cho dâu khô vào. Tùy theo sở thích mà các bạn cho nhiều hay ít nha. Cái nước trái cây này thật ra uống không cũng đã ngon rồi. Nhưng mà nếu như các bạn cho các bé uống thích bổ sung theo canxi thì bỏ thêm sữa coconut milk vào nữa. Cái sữa này vừa tốt cho sức khỏe. Này.
Sau khi cho dâu sấy vào á thì các bạn nhấn xuống cho nó ngập nước. Chị mới cho dâu vào thôi đã thấy hấp dẫn rồi các bạn ha. Cái lượng pha thì các bạn cứ pha một nửa nước trái cây, một nửa sữa, sau đó các bạn gia giảm theo sở thích. Nếu như mà các bạn thích nó hơi lạt lạt thôi thì các bạn cho thêm sữa, còn nếu như mà thích nó ngọt ngọt hơn á thì cho thêm nước trái cây. Bây giờ mình sẽ cho sữa dừa vào nha. Các bạn chuẩn bị coi nó đổi màu nè. Sau khi cho sữa dừa vào thì mình sẽ khuấy đều. Vậy là xong món pink drink. Các bạn coi màu đẹp không nè. Vừa nhanh gọn, vừa đơn giản, vừa tiết kiệm nữa. Làm ở nhà như vậy á, thì các bạn nắm được cái lượng các bạn uống và các bạn biết được ở trong cái nước uống của bạn con có những gì. Ví dụ như cái này mình tự làm thì nó chỉ có sữa dừa với lại nó có nước trái cây này thôi. Còn ở ngoài tiệm thì sao mà mình biết được đúng không? Vậy là chưa đầy 30 giây mình chỉ cần trộn hai cái thức uống lại với nhau là đã có một ly pink drink rất là xinh, rất là ngon rồi. Donut đang ngồi đợi nè các bạn ơi. Các bạn nè. Hello Donut. Donut uống thử rồi chia sẻ cảm nghĩ nha. Ngon không con? Number 1000. Trời, 1000 luôn. Cảm ơn mẹ. Đi học về nhất là ngày trời nóng mà được mẹ làm cho một ly vậy uống là quá đã luôn. Donut thấy cái này màu dễ thương không? Món này nếu như mà nhà có tiệc các bạn không biết làm nước gì đãi khách á thì có thể làm một bình lớn để khách uống luôn. Vừa ngon vừa đẹp. Làm ở nhà các bạn thích bỏ bao nhiêu dâu vô cũng được. Mình thích ăn cái dâu này khi mà nó nhúng nước á, ngon ơi là ngon. Nó thích không? Dạ. Đón Donut đi học về là cũng gần tới giờ nấu cơm chiều luôn. Chiều nay nhà Donut sẽ ăn thịt gà, lơ xanh với lại nấm. Thịt gà này á, thì mình mua thịt đùi, nó không phải là nguyên cái đùi gà nhưng mà nó là cái phần thịt ở trên cái đùi á các bạn. Ăn cái phần thịt này rất là ngon, nó không có bị khô quá như ức gà. Súp lơ xanh với lại nấm á, thì tí nữa mình sẽ xào với tỏi. Thịt đùi gà mình đã rửa sạch, bây giờ mình đang chuẩn bị ướp với những cái gia vị này. Gia vị mình dùng để ướp thịt gà thì rất là đơn giản, chỉ là những cái gia vị cơ bản thôi. Ở trong cái chén này á, thì mình có bỏ tỏi băm với lại gừng băm nhuyễn, mỗi thứ cỡ một muỗng cà phê. Tiếp theo thì mình sẽ cho xì dầu vào, một muỗng canh xì dầu nha. Tiếp theo nữa mình sẽ cho vào đây hai muỗng canh mật ong. Nếu như mà cái xì dầu của các bạn nó không mặn quá thì các bạn giảm mật ong hoặc là tăng xì dầu lên để cho gia vị nó hài hòa, cho nó bị ngọt. Sau khi mà mình pha xong cái hỗn hợp nước ướp thì mình sẽ nêm nếm lại, xong rồi mình gia giảm gia vị cho nó vừa ăn. Tiếp theo mình sẽ cho vào đây một muỗng cà phê tiêu. Cuối cùng mình sẽ cho vào đây nửa muỗng cà phê muối. Bây giờ mình sẽ trộn hết những cái nguyên liệu này lại với nhau. Sau khi trộn đều cái hỗn hợp nước ướp thịt á, thì mình sẽ cho vào đây một muỗng canh dầu ô liu. Giờ trộn đều xong rồi nếm thử coi nó vừa ăn chưa nha các bạn. Vừa ăn rồi các bạn ơi, mình sẽ cho hết cái số nước ướp này vào trong phần thịt gà. Nếu như mà các bạn thích khi chiên nó có mùi hơi khói khói á, thì các bạn bỏ thêm cái loại ớt bột này nè. Cỡ nửa muỗng cà phê hoặc là một muỗng cà phê thôi nếu mà các bạn thích nó cay. Sau đó mình sẽ khuấy đều xong rồi mình đổ hết vào trong phần thịt gà. Bây giờ mình sẽ đeo bao tay ni lông và mình trộn đều cho thịt nó thấm. Thịt gà nó nhanh chín lắm nên khi nào mà gần tới giờ ăn rồi mình mới bắt đầu chiên. Trong khi đó thì mình cứ ướp vậy cho nó thấm. Rồi, sau khi trộn đều thì các bạn cứ bỏ qua một bên, khi nào tới giờ ăn thì lấy ra chiên. Rau củ thì thường mình rửa với vòi nước chảy xiết như thế này nó mới sạch. Đó. Bình thường nếu như mà không phải quay phim á, thì mình có hai tay, một tay mình rửa, một tay mình tắt bật nước. Còn bây giờ mình đang quay phim một tay nên nó không có tiện lắm. Nhưng mà rửa như vậy á, thì nó mới sạch nè các bạn. Các bạn xóc lên để cho cái lớp ở dưới nó lên trên mình rửa. Nấm trắng thì mình cũng rửa sạch xong rồi mình xắt lát như thế này.
ở ngoài chợ nó có bán loại rửa xong rồi sắc lát sẵn luôn, nhưng mà mình thích mua từng cây như thế này, xong rồi mình tự rửa tự cắt nó sạch hơn. Cắt với rửa cũng không có bao lâu hết. Sau khi rửa xong mớ rau củ á thì mình khởi động nồi chiên để mình nướng gà. Các bạn cứ xếp hết gà vào trong nồi chiên không dầu, xong rồi chiên khoảng 30 phút là nó chín à. Có cái nồi chiên này tiện lắm. Trong khi nướng gà thì mình sẽ đi xào rau. Đầu tiên mình sẽ cho một ít dầu ô liu vào trong cái chảo này. Trong khi đợi dầu nóng để xào lớp xanh thì mình sẽ khởi động lò nướng để mình nướng bánh mì. Theo hướng dẫn thì mình chỉ cần 325 độ F thôi. Đó, để coi nướng trong vòng bao nhiêu phút nha. Theo như hướng dẫn á, thì nếu các bạn rã đông cái bánh mì này rồi á, thì chỉ cần nướng trong 10-15 phút thôi. Còn nếu như mà nó còn lạnh nhiều á, thì nướng từ 15-22 phút. Cái bánh mì này của mình nó đang dở ương ương, nó chưa có rã đông hết, nên mình sẽ cứ để yên như vậy mình nướng. Đến khi nào mà cái mặt nó vàng thì mình lấy ra thôi. Các bạn bỏ ra một cái khay nướng có lót giấy nén như thế này nha. Ở trên mặt đó thì nó có phết sẵn bơ rồi nên mình không có cần phải làm gì hết á. Đợi lò đủ nóng thì mình cho cái bánh này vào nướng thôi. Bên này dầu nóng rồi, mình đang phi thơm một ít tỏi nè các bạn. Khi mà tỏi chuyển sang màu vàng á thì mình sẽ cho một ít dầu hào vào. Tiếp theo mình sẽ cho vào đây một ít nước để mình làm loãng cái dầu hào ra. Sau khi cho nước thì các bạn khuấy đều. Cuối cùng mình sẽ cho broccoli vào. Sau khi cho rau vào á thì các bạn trộn đều để cái rau nó thấm cái nước này nè. Nước này nó vừa có dầu hào, vừa có tỏi, rất là thơm. Ba sắp về rồi con gái em. Cứ tới giờ mà mẹ Hằng nấu ăn á là Donut đi hỏi ba sắp về chưa. Tại vì Donut biết là giờ này ba sắp về rồi mẹ mới bắt đầu nấu đồ ăn. Sau khi trộn đều cho broccoli nó thấm nước á, thì mình sẽ đậy nắp lại để nó chín từ từ. Các bạn đậy nắp khoảng 5 phút cho broccoli nó chín, xong rồi mình lại mở ra mình xào đều lên. Lò nướng đủ nóng rồi đây, mình sẽ cho bánh mì vào nướng nha. Bánh mì thì mình sẽ nướng ở rắc giữa của lò nướng với 325 độ F. Khoảng 15 phút thì mình kiểm tra. Sau 5 phút thì rau đã chín rồi nè các bạn ơi. Rất là ngon, các bạn coi nhìn màu hấp dẫn không? Lúc này các bạn cứ để lửa lớn cho nước nó cạn hết đi nha. Nước nó cũng gần cạn hết rồi nè, đâu còn thấy giọt nước nào đâu. Cái dầu hào nó thấm vào hết rau rồi nên ăn ngon lắm. Nó không có mặn quá nhưng mà nó có một chút gia vị để mình ăn rau không đỡ ngán. Bây giờ mình sẽ tắt bếp, xong rồi mình rắc một ít tiêu lên trên bề mặt của broccoli. Sau khi xào xong broccoli thì mình sẽ xào nấm. Nấm thì mình cũng phi thơm một ít tỏi, xong rồi mình cho nấm vào xào. Xào nấm thì nhanh lắm các bạn, nên các bạn cứ để cuối cùng. Nấm này thì mình sẽ nêm nếm một chút muối, một tiêu với lại một chút dầu hào. Muối thì các bạn cho vào sau cùng để nấm nó đỡ bị ra nước. Các bạn cứ cho dầu hào với lại tiêu vào xào lên trước. Đến khi nào mà nấm nó gần chín là các bạn rắc một chút xíu muối vào. Thịt gà bên nồi chiên không dầu nó cũng sắp chín rồi các bạn. Còn bánh mì thì mình bánh mì cũng sắp chín rồi.
Nấm các bạn xào 3 phút với lửa lớn là nó bắt đầu chín rồi nè. Đó. Bây giờ mình sẽ rắc một chút xíu muối lên. Trộn đều khoảng 1 phút nữa là mình tắt bếp nha. Bên này mình đã bày sẵn cơm với lại broccoli ra dĩa rồi nè. Bây giờ chờ nấm với lại thịt chín là ăn cơm được rồi. Nấm chín rồi đây, mình sẽ tắt bếp nha. Bên này thịt gà chín luôn rồi, mình sẽ tắt nồi chiên luôn. Ta-da! Mùi thơm lắm các bạn ơi. Thì mình cắt nó ra thành từng miếng bỏ lên cơm ăn cho dễ. Xong rồi mình sẽ bày ra dĩa luôn nha. Xong, mời các bạn ăn tối với nhà Donut nha. Nhà Donut ăn tối rất là sớm nên sau giờ ăn cả nhà còn nhiều thời gian để quay quần cùng nhau. Hy vọng các bạn đã có những phút giây thư giãn khi xem vlog này. Tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những video sau. Bye!